Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Đáng lẽ là video này phải lên sóng từ hồi trước Tết rồi, nhưng mà do là vì quá là bận và Bin cũng phải làm lại cái phòng như mọi người đã thấy là cái background như thế này và làm đầy đủ ánh sáng để đầu tư cho cái clip của mình thật là đẹp cái đã. Rồi Bin mới quyết tâm là Bin làm cái video này. Tại vì Bin có mua được một cái những cái thỏi son mà chỉ với giá từ 18 cho tới 21 ngàn thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cùng mổ xẻ xem là những cái món đồ này nó có chất lượng hay không nha. Đầu tiên là một ngày đẹp trời thì Bin dạo Tiki. Bin rất là hay dạo Tiki để xem đồ này nọ. Thì có son và các thứ khác nữa. Thì vô tình Bin thấy được một cái set son, không phải là set son mà là những cây son thương hiệu Mistro. Ta-da! Đây. Khi mà đặt mua về thì Bin nhận được một cái gói như thế này. Tại vì cái này là hàng lấy nội địa ở bên nước ngoài, nội địa trung thì cho nên là mình phải thanh toán trước để rồi sau đó là những cái ngày sau họ sẽ gửi hàng về cho mình. Thì đầu tiên là khi mà ra nhận hàng thì Bin nhận được cái bọc như thế này, nhưng mà cái bao thì nó hơi kiểu nhầu nhầu một chút xíu, nhìn nó hơi bận bận đó mọi người. Thì Bin có xé ra rồi nhưng mà chưa có sử dụng luôn, không có dám đụng vô, nhưng mà để dành cho video clip này. Thì Bin mua được 4 món này, thì bao gồm là cái che khuyết điểm, và tổng cộng là 3 cây son và một cái che khuyết điểm. Thì tổng cộng cái đơn hàng này là của Bin là như 80 hay 90 nghìn gì đó. Bin sẽ để cái hình cho mọi người xem. Trước đó thì Bin đã có mua một cái son của Mistro rồi. Thì Bin thấy là nó chất lượng nó khá là ok, thì Bin quyết định nhưng mà chỉ có một cái dòng này thôi. Thì son có thơm mùi bạc hà. Thì sau khi mà xài xong là Bin thấy cũng ok, cho nên là Bin mới quyết định là Bin đặt thêm một lần nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra. Thì lúc đầu là của cây son này là nó có cái hộp giống này, nhưng mà Bin mua lại cái màu son khác, màu số 37. Bin rất là thích cái son màu trầm như thế này. Đây. Oh my god. Đây, Bin sẽ để mọi người xem kỹ hơn một chút xíu. Đó. Bin đã có mở ra xem rồi, nhưng mà không biết vì sao mà cây son này cũng là của thương hiệu Mistro nha mọi người. Lúc mà Bin xài cái dòng hai cây này á thì Bin cảm thấy là nó ok, nhưng mà sau Bin mua tới cái dòng này thì Bin khá là thất vọng. Tại vì nó cái vỏ nó, mọi người, nó lỏng le à. Mà lúc mà Bin mua xong cái Bin về Bin mở ra thấy oh my god, nó đã bị gãy một chút xíu. Và chưa hết đâu, ở trong nó còn gãy nữa. Mọi người không biết có thấy rõ không, ở trong nó còn gãy nữa mọi người. Mà không phải là gãy không đâu. Đây, Bin cho mọi người xem. Nhìn thấy được ở trong luôn á mọi người. Tức là nó không có dính lại, và giống như nó bị chảy hay sao Bin cũng không biết nữa. Mà cái mùi nó cực kỳ hôi luôn á. Đó là Bin có mở ra rồi đó cho mọi người xem. Nhưng mà cái dòng này là Bin sẽ lát nữa Bin sẽ xoát ra tay cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem tiếp tới cái cây này. Cây này thì Bin chưa có xé luôn, thì bây giờ Bin sẽ xé ra cho mọi người xem nha. Hồi hộp quá, không biết cây này có bị gãy không nữa. Rồi Bin, lúc Bin mua Bin... Ui. Trời ơi, không dặn được luôn mọi người ơi. À, đây dặn được rồi. Ui, hy vọng là nó không bị gãy. Ồ, đây, một cái thỏi son thì nó có được bao nhiêu đây? À, nó lại bị giống cái kia rồi. Là nó, đây, bực quá, nó thấy nó có một cái này đó. Nếu mà mọi người hơ lửa để cho nó chảy rồi mình nhét vô lại thì nó chắc là cái son này vẫn có thể xài được. Ok, cái cây
cái cây này mùi thì nó cũng nhẹ hơn cái cây này một chút xíu. Thử nha. Cây này nó nặng mùi hơn. Hắc lắm. Rồi, cây này. Ok. Ok, và bây giờ Bin sẽ thử swatch lên nha. Đây là một màu hồng, có vẻ như là hồng nguyên bản. Nhưng mà hình như là Bin nhớ là Bin mua màu hồng đất. Nhưng mà cái màu lên đây thì nó hơi hồng, kiểu hồng baby á mọi người. Đó, cho nên là cái màu này nó hơi không có đúng lắm so với ở trên, mà ở trên Tiki đăng. Rồi, tiếp theo là tới màu này. Wow, màu này là màu cam đào. Nhưng mà cái cây này Bin nghe cái mùi ghê quá, Bin không thể xài được. Và nó cũng bị giống như hết hạn hay sao á. Nhưng mà Bin có liên hệ Tiki để đổi rồi, mà họ cũng nhắn mail lại rồi, xong rồi mình cũng liên lạc qua lại, xong rồi thấy im luôn rồi. Bin cũng không biết là tới giờ luôn là Bin họ không đổi cho Bin luôn. Rồi nè, đây là cái cây cũ, cây dòng cũ. Bin sẽ swap ra cho mọi người xem thử nha. Màu này là màu đỏ đất, màu đỏ đất ánh nâu rất là nhiều. Lên đây thì lúc mà lên hình này, đó, bên đây mọi người sẽ thấy màu đậu đỏ rõ hơn nè. Còn ở bên đây thì thấy nó đỏ hơn đó, khi mà ở bên ánh đèn. Đó, đây thì mọi người thấy màu này rất là đẹp. Bin đi diễn Bin hay cũng hay đánh màu này lắm. Mà cái mùi này thì nó thơm mùi bạc hà rất là nhiều. Rồi bây giờ đây là cây son mà Bin mong chờ nhất, hy vọng là không có vấn đề gì. Đó, cây này thì vẫn nguyên vẹn, may mắn quá, xem như là mình mua cái cây này là giá 80.000 luôn á. Rồi ok, đây Bin sẽ làm thử. Oh my god, màu này xinh quá mọi người ơi, đúng nghĩa màu nâu luôn á, đẹp quá à. Trời ơi, màu này là đánh lên mà mọi người có make up là rất là đẹp nha. Còn ba cái màu này thì mình đánh đi thường ngày cũng được, là rất là đẹp. Đây, cho mọi người xem lại một lần nữa. Nhưng mà với giá tiền chỉ với 18.000, 20.000 một cây thôi thì Bin cũng không có quá mong chờ gì với cái giá tiền đó. Thì cho nên là bây giờ Bin sẽ... còn một cái sản phẩm nữa, đó chính là che khuyết điểm. Thì bây giờ Bin sẽ mở ra luôn. Này, cái này Bin chưa mở luôn nè mọi người, còn trong bọc luôn. Bin sẽ mở ra luôn. Nhìn thì cũng khá là bắt mắt và đẹp, cái packaging của nó cũng đẹp. Nhưng mà cái chữ in thì nó sẽ bị tróc tróc một chút xíu. Đây là 20.000. Đó, cho một cái thỏi 7ml. Quá là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ ở trong thì thấy cái chất của nó không có được mịn cho lắm. Thì bây giờ Bin sẽ thử luôn nha mọi người. Wow. Khi mà lúc mà hồi nãy chưa lấy ra thì nó nhìn nó khô khô. Nhưng mà lấy ra thì nhìn nó cũng khá là sẵn. Thì ở trên tay của Bin nó đang có mấy cái hộp này mọi người thấy không? Đây, có cái hộp. Tại vì do Bin bị dị ứng á, cái tay của Bin dị ứng. Đó, cho nên là Bin sẽ thử che nha. Đây, cái hộp này mọi người thấy ha. Đó, rồi Bin sẽ thử che cái hộp này cho mọi người xem. Ok. Wow. Cũng ok lắm nha mọi người. Đây. Nhưng mà có vẻ như là cái màu của nó không có hợp với màu da của Bin lắm. Màu nó tối hơn một chút xíu, mọi người nhìn kỹ cũng thấy. Đó. Ok, nói chung là mua được một set này thì xài được hai cái này. Và cái cây này cũng được, nhưng mà cái mùi Bin cũng hơi sợ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xóa thử cái cây này nha. Rồi, đây. Ừ.
Nếu mà mình đánh lòng môi thì cái màu nó lên nó đỏ đỏ, mà nó có lên đỏ nâu, ít sắc nâu. Nhưng mà bây giờ mình thử mình đánh full môi nha. Nó đúng rồi, chắc là do sắc tố môi của Bin á nên là nó lên màu đỏ đỏ nhiều và vẫn có nâu. Bây giờ mình thử mình đánh full môi nha. Wow. Cây này à, cái màu này nó giống như cái màu trong bài Cycle của Red Velvet đó mọi người. Nó nâu nâu đậm đậm, màu trầm trầm á. Do là Bin đánh cái son dưỡng, cái sáp dưỡng của Vaseline á, cho nên là nó hơi kiểu trơn trượt chút xíu và nó hơi bóng một chút. Chứ cái chất này thì cũng không có bóng lắm đâu mọi người. Màu siêu xinh, để zoom lại cho mọi người xem. Wow, chỉ với 20.000 mà đánh được cái màu son này, trời ơi xinh quá. Nếu mà bây giờ thì Bin không biết nó còn có khuyến mãi như là hồi trước Tết hay không, thì bây giờ mọi người có thể thử bấm Miss son Miss Roll này, rồi mọi người đánh ở trên Tiki á, thử xem là không biết là nó còn hay không. Thì hiện tại thì với những màu son này thì Bin xài được cái màu này và màu này rất là nhiều. Còn màu hồng này cũng đánh để đi thường ngày lòng môi thì tự nhiên thì ok. Còn cái màu này thì do là nó cái mùi nó quá hăng đi, cho nên là Bin nghĩ là Bin sẽ không xài được cái mùi đó. Rồi, tổng cộng lại thì với những món đồ này chỉ tầm 100.000 thôi mà được cái món tới tận 5 món. Nhưng mà Bin nghĩ là nếu mà ai muốn mua muốn thử thì nên mua cái dòng này. Thì với giá này thì mọi người xài kiểu chơi chơi thì cũng ok đó. Nhưng mà cái màu này rất là đẹp, màu này là màu số 37 nha mọi người. 37 rất là đẹp, màu số 37. Thì cái dòng này Bin thấy là nó có màu đen và màu vàng nữa, màu vàng gold đó mọi người, đánh lên môi là nó vàng luôn á. Còn cái này là số 52 nhưng mà nó tróc hết rồi, mọi người sẽ không thấy rõ, chỉ ở ngoài nhìn nó thấy rõ hơn. Và hy vọng là mọi người sẽ thích video này và sẽ like và chia sẻ video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi, và nếu mà mọi người muốn Bin làm chủ đề gì thì hãy comment bên dưới. Bin sẽ cố gắng dành thời gian trong một tháng sẽ ra ít nhất là khoảng 2 đến 3 video vlog. Thì mong là mọi người sẽ ủng hộ kênh YouTube này của Bin. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.